Vâng, máy nông nghiệp Phúc Minh Tiến xin chào bà con nhé. Hôm nay thì em lại có một cái bơm động cơ dầu 4HP, bơm nước tát bà con nhé. Gửi cho anh Nguyễn Văn Tuấn ở Tiên Thế Bắc Giang các bác nhé. Đấy, thì đây là cái bơm động cơ dầu em chuẩn bị gửi đi cho anh Tuấn. Thì như bà con đã biết thì đây là cái bơm nước bơm tát động cơ chạy dầu, trên bơm là phi 76 bà con nhé. Đấy, em giới thiệu đến bà con. Đầu tiên thì cái sên phi 76 bà con này, thì ở đây là cái sên hút nước lên. Bà con sẽ dùng vòi hút nhá, vòi hút. Ở đây là cái sên xả nước. Thì hôm nay anh Tuấn anh không lấy vòi bởi vì là anh đã có cái bơm nước ở nhà rồi. Bơm cũ đã có vòi nên là anh chỉ lấy bơm mới thôi. Thì cái sên thì bà con có thể mua vòi bên em hoặc là không mua vòi, tùy bà con nhá, có vòi rồi thôi. Còn hôm nay là em giới thiệu cho các bác cái động cơ dầu này. Động cơ dầu này là 4HP. Đấy, đây là xung quanh tổng thể cái khung bơm. Vì là động cơ chạy dầu nên nó rất là tiết kiệm nhiên liệu cho các bác cái mùa này mà sử dụng bơm nhiều nhé. Đây là bơm nước tát thôi. Còn nếu bác nào cần bơm để xa thì em sẽ giới thiệu cho bác bơm để xa chạy dầu sau. Cái bơm này em đã test nổ động cơ cho anh rồi. Đầu tiên là em hướng dẫn cho các bác nổ luôn nha. Đầu tiên là các bác ga một chút ở đây này. Đấy, ga một chút. Thứ hai là các bác bỏ cái cần áp này xuống cho em. Trường hợp mà cái áp này nó bị bật lên á thì các bác giật ở đây vài giật để cho khi nào cái áp này nó giữ im ở vị trí này là ok nhá. Đấy, em sẽ nổ cho các bác xem này. Mình đã chỉnh ra đây rồi các bác nha. Cái áp đè xuống này. Trong quá trình giật á, các bác để ý cho em là giật cái này nó hơi bám lên tay một chút là được này. Đấy. Khi các bác tắt thì các bác hạ ga ở đây là tắt máy nhá. Đấy, động cơ dầu này thì các bác nổ máy thì cũng dễ thôi, nhưng mà phải mẹo một chút khi mà khởi động cái ốp giật nhá. Các bác giật lên cho nó hơi bám một chút rồi các bác giật tiếp, chứ đừng giật cố gắng dùng sức quá nhiều để giật nhá. Đấy. Thì khi các bác nhận máy thì một bộ như thế này đầy đủ nhá. Một bộ đầy đủ như thế này, nó có một cái cái xin vòi bơm nó đầy đủ bộ phận như thế này, ở trên và ở dưới này. Còn các bác nhiều lúc mà lắp cái loại xin khác thì nó không được phù hợp tiêu chuẩn cho lắm đâu nhé. Cái xin này là đạt tiêu chuẩn đấy. Đấy, đây là xin, các bác để ý cái phớt này cho em này. Đấy, còn máy móc thì các bác dùng thì các bác kiểm tra nhờn thường xuyên cho em nhé, nhờn vừa đến mét mà được. Đi theo máy thì nó có một cái xin này, cái nắp bê này. Nắp bê này lọc rác các bác nhé. Rồi những cái quay nhê để bóp vòi này. Đấy. Rồi phễu rót nhờn này. Đấy, nó đầy đủ một bộ đến cho này cho các bác nhé. Đấy. Máy thì trước khi giao hàng thì em luôn test nổ động cơ đầy đủ trước khi giao hàng cho khách, các bác yên tâm nhé. Về các bác bơm nước thì các bác để ý là mồi cho em, vặn cái này ra để mồi nước nhé. Có cái đèn vặn đây này. Các bác vặn ra đổ nước vào đây cho em, mồi đầy rồi các bác sẽ đổ máy. Thì khi đó thì cái nước ở trong vòi nó đầy rồi, nó hút rất là khỏe nha các bác chị. Nếu các bác đặt nguyên cố định thì chỉ cần mồi một lần thôi là các bác dùng được thường xuyên luôn nhé. Đấy, hàng thì em có nhận ship đi toàn quốc, các bác có nhu cầu mua hàng xin liên hệ bên em nhé, qua điện máy Phúc Minh Tiến, địa chỉ là cầu Bùng Dấn Kỷ, Dấn Châu, Nghệ An. Số điện thoại là 0988 182789 nhé. Rồi, xin cảm ơn các bác.